Xin chào tất cả những người, anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Rồi thì hôm nay mình xin giới thiệu với em một cô game có tên đó chính là Astra Fabel. Và chắc chắn rồi, ở phiên bản này là phiên bản mới nhất hiện tại, phiên bản của năm 2024 em nha. Và đi kèm với đó thì không thể thiếu nữa mời, đó chính là ở phiên bản này foray cho anh em rất là khủng anh em nha, cũng như là foray cho anh em là cày cuốc nha em ơi, quá tuyệt vời đúng không em ơi. Trước khi vô game đi thì mình sẽ giới thiệu ở cái phiên bản này trước anh em nha. Đấy. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có gì nữa ơi, thì ở đây anh em nha. Đây. Thì trước tiên là chúng ta sẽ được là giảm giá 99% nha em ơi. Và ngoài ra có thêm cái chữ miễn phí nữa. Thì ở đây mình sẽ giải thích sơ qua cho anh em nào chưa biết cái chữ miễn phí này nha em ơi. Thì dưới đây người ta cũng có ghi rất rõ rồi, phiên bản miễn phí là gì. Là có nghĩa là mỗi ngày người ta sẽ cộng cho anh em vào là cái thẻ 6.480 yên anh em nha. Đấy, cái thẻ combo này nha em ơi. Đấy. Rồi thì nói chung là cái phần cái thẻ này nè mày thì mỗi ngày nó sẽ tự động cộng vào nha em ơi. Và cái nếu như anh em không sử dụng nha thì chắc chắn rồi cuối ngày nó sẽ hết anh em nha. Đấy rồi, hết rồi thì nó sẽ cộng vào cái thẻ mới nha em ơi. Nói chung là mỗi ngày nó sẽ tặng cho anh em một cái thẻ. Nói chung là thẻ combo này đi 6.480 nha. Và anh em không sử dụng thì nó sẽ hết hạn vào cuối ngày. Cuối ngày là mấy giờ nè mời? Có nghĩa là nói chung là tính theo bình thường mặc định đi là 23 giờ 59 phút luôn nè mời, là cuối ngày đúng không? Và qua 00 giờ 00 đấy là qua ngày mới luôn nè mời. Nhưng ở bên Hồng Kông á, họ sẽ nhanh hơn mình 1 tiếng anh em nha. Thì chắc chắn rồi. Thì cái quá trình này đấy thì đối với mình đi là 23 giờ anh em nha, 23 giờ là sẽ là qua ngày mới của bên Hồng Kông luôn nè mời. Đấy cứ vậy nha nè mời. Rồi ok. Thì nó sẽ tự động dùng trực tiếp khi anh em nạp tiền anh em nha, sẽ tự động sử dụng cái thẻ 6.480 này anh em nha. Quá tuyệt vời đúng không mày? Rồi và ở đây thì mình có thể coi thêm khi nào người ta open đúng không mày? Đây, đây là thông tin anh em nha. Đấy khi nào người ta open thì ở đây có đầy đủ hết nha anh em ơi. Đấy 29 tháng 10 nè. Rồi ok. Là hôm nay mình đang quay game vào ngày 29 tháng 10 nha. Đấy. Rồi thì ở đây nó sẽ có 21 giờ 00 giờ 05. Ở bên mình là 23 giờ 05 phút nữa nè mày. Đấy. Rồi, cũng như là đây 14 giờ đi. Đối với bên người ta là 14 giờ nha, còn đối với bên mình sẽ là 13 giờ nha em ơi. Thì nói chung bên đó nhanh hơn mình 1 tiếng đi em ơi nhá. Rồi thì nói chung là mỗi ngày người ta sẽ open 2 server nha. Rồi ok. Đấy, đó là cách coi khi nào open server đúng không em ơi. Đấy và cũng như là thêm nhiều thứ khác nữa. Đấy, ví dụ như đề xuất diễn đàn rồi thì anh em có thể đọc nha. Thì đọc như thế nào thì chắc chắn rồi. Ở cái phần này á, anh em có thể đọc là anh em có thể dùng cái Google dịch của mình này em ơi, mình dùng nha. Ở đây là nói chung là đây tài khoản em ơi, đây tài khoản với giá là 92 yên này em ơi, hay là 36 yên rồi gì đây em ơi. Đấy. Nói chung là lật chiến này, trời. Nói chung là có mà đầy luôn em ơi. Đấy, nói chung là nhiều vải cá biểu đúng không em ơi. Đấy. Rồi ngoài ra mình có thể coi thêm cái gì? Coi thêm ở đây, coi thử ở đây phiên bản này nó cho mình dùng cái gì. Đây thứ nhất là bản dịch. Bản dịch này thì Google Translate thì cái nào phiên bản nào cũng có đúng rồi, game nào cũng có. Đấy. Rồi cũng như là tự động nhấp nè, rồi hình trong hình rồi gì đây thì anh em có thể coi và tham khảo thêm nhé. Đấy rất là nhiều đúng không anh em ơi. Ok. Chào mừng tất cả những người anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Rồi thì hôm nay mình xin giới thiệu với đây một con game có tên đó chính là Astra Fabel. Và chắc chắn rồi, ở phiên bản này là phiên bản mới nhất hiện tại, phiên bản của năm 2024 em nha. Và đi kèm với đó thì không thể thiếu, đó chính là ở phiên bản này foray cho anh em là khá là khủng, cũng như foray cho anh em là cày cuốc anh em nha. Quá tuyệt vời đúng không nọ em ơi. Rồi ok, về phần đầu tiên của video hôm nay em ơi, thì mình sẽ nói về cho anh em cách vào game này anh em nha. Rồi ở đây em ơi, thì ở đây nha em ơi, thường thường cái mà phần mà đánh dấu vơ mà nói chung là đồng ý thỏa thuận như thế em ơi, tại đây thì nó sẽ nằm ở đâu khu vực này đúng không em ơi, thấy nó sẽ nằm đâu khu vực này đủ các thứ đúng không em ơi. Nhưng ở phiên bản này thì khác nha. Đấy, lúc đầu tôi vô game tôi cũng chẳng biết ủa sao mình không vô được đấy. À là thì ra mình tìm hết cái full màn hình đây, nó nằm ngay chỗ đây nè mời, đây theo cái dấu của mình này. Đấy thì anh em đánh dấu vơ vào đây thì mới có thể nhấn vào bắt đầu vào game nha. Đấy, sợ vãi cả vì em ơi. Đấy, đây mà phải ngồi tôi kiếm full màn hình anh em ơi nha. Đấy, đấy. Rồi ok em ơi, và đây thì bây giờ mình sẽ chơi nhân vật này đi em ơi nha. Tại vì mình thấy nó lẹ em ơi. Đấy, cầm đây súng nha, mình sẽ chơi nhân vật này nha em ơi. Rồi ok. Rồi vào game nào. Nhớ nha, anh em lưu ý nhớ nha. Đây, nói chung là đánh vô vơ vào cái phần này nha. Thường thường hầu trước giờ cái đa số các game đúng không? Cái chữ này nó sẽ nằm đâu khu vực này nè em ơi. Đấy, nó sẽ nằm trong cái khu vực này đúng không? Đó, nó sẽ nằm trong cái khu vực này thôi đúng không em ơi, hoặc là khu vực này nha. Lần đầu tiên tôi thấy nó nằm khu vực này em ơi. Đấy, ok nha, lần đầu tiên tôi thấy nó nằm khu vực này. Nên là cũng khó nhìn đúng không em ơi, chắc chắn rồi. Đấy, nên là tôi mới hướng dẫn cho anh em chi tiết nha. Rồi ok. Khi anh em vào game lần đầu tiên nó cho mình cái gì đây, thẻ đồ gì tầm lâm thẻ đây em ơi. Đấy, rồi lên được FV 12 luôn. Ôi trời, quá trời vậy, quá trời què em ơi. Thấy quá trời què luôn, danh hiệu đồ gì nói chung nó cho mình quá trời quá đất đúng không em ơi. Đấy rồi ok nha, từ từ nha, để mình tạm dừng cái đây. Rồi quá trời thư luôn em ơi, quá trời thư nha. Đấy, nó cho mình quá trời què luôn em ạ. Phải dùng cái từ là quá trời què em nha. Đấy. Rồi ok, đúng là game xịn cho em ơi. Đấy, như tụi nói rồi, ở phiên bản này for cho anh em rất là khủng nha em ơi. Đấy, còn tuyệt vời hơn cái thứ gì em ơi. Đấy, nếu như anh em nào mà có nhu cầu nạp anh em ơi. Đấy, thì chắc chắn rồi mỗi ngày sẽ được giảm giá cho anh em thêm nha em ơi. Đấy, giảm giá cho anh em thêm là 99%, rồi cũng như là tặng cho anh em cái voucher đúng không em ơi, tặng cái voucher 604.800 yên đúng không ơi, 6.480 yên. Đấy, rồi vãi cá bị dùng. Đấy. Rồi thì mình sẽ nói đến cái vấn đề nào thì mình sẽ giải thích cái vấn đề đó đi em ơi. Đây thì ngay cái logo màu xanh số 7 này em ơi. Đấy, mình nhấn vô nha. Rồi ở đây thì mình sẽ giới thiệu về cái phần này anh em ơi. Carbon này. Đấy, thì mỗi ngày anh em sẽ nhận được cái thẻ 6.480 này em nha. Đấy, mỗi ngày sẽ nhận được nha em ơi. Đấy, thì cái thẻ này ví dụ như hôm nay anh em dùng cái thẻ này rồi. Đấy, thì đúng qua ngày mới nó sẽ tự cộng vào. Ngày mới là khi nào em ơi, thì bên Hồng Kông á, họ sẽ nhanh hơn mình là 1 tiếng anh em nha. Thì vì vậy 23:00 ở Việt Nam mình, ở bên đó là qua ngày mới luôn em nha. Thì nó sẽ tự động cộng cái thẻ này vào cho anh em. Và cái thẻ này sử dụng như thế nào thì anh em chỉ cần nạp vào thì nó sẽ tự động sử dụng cái thẻ này nha. Anh em lưu ý nha, anh em chỉ cần nạp vào thì nó sẽ tự động sử dụng cái thẻ 6.480 yên này này nha. Ok chưa? Rồi ok em ơi. Đấy, cũng tương tự vậy em ơi. Đấy, nó sẽ tự cộng vào trong game và tự sử dụng khi anh em nạp anh em nha. Ok. Rồi ok, và tiếp theo nào. Rồi ở đây thì mình sẽ tiếp tục anh em nha. Đấy, mở gì quá trời què đây anh em ơi. Đấy, quá trời què luôn nha. Phải dùng cái từ là quá trời què nữa mà. Rồi ok, tiếp theo đi, mình sẽ đi làm một số nhiệm vụ anh em nha. Rồi nói chung là game đẹp nha. Nói chung là rất là đông luôn em ơi, đông vãi cả biểu luôn em ạ, đông nghẹt luôn anh em ạ. Rồi để mình coi thử mình đang có là VIP 12 nữa mấy. FVIP 12 chứ, FVIP 12 nha. Nói chung ở phiên bản này là for cho mình là FVIP 12. Mình đang đây đây, tủ đồ đây. Rồi tủ đồ. Rồi đây là thẻ VIP gì đây. À, yêu cầu level 70 nữa mấy, yêu cầu level 70 nó mới mở cái phần đó. Rồi thôi mình cứ cố gắng mình cày đi nè mấy. Nó có tặng cho mình một cái mã code anh em nha. Nó có tặng cho mình một cái mã code. Từ từ anh em ơi, để mình coi thử nha. Để mình coi thử mình nhập mã code ở đâu nha. Vào avatar thử. Avatar. Không thấy cái phần nhập mã code đấy. Nó dễ đo dịch thử đi. Ai biết đâu bất ngờ đúng không? Ok. Còn cặc gì nữa đâu mà khóc với sao?